trên con tàu ngoài khơi xa hai người đàn ông đang trò chuyện với nhau như mọi khi đột nhiên họ bị tấn công bởi một sinh vật lạ có xúc tu hệt như một con bạch tuột khổng lồ sinh vật này thường xuyên tấn công các tàu hàng hóa và nhấn chìm nó gây nên nỗi ám ảnh lớn đối với người dân trong khu vực mà chưa ai có thể khám phá ra sinh vật đó là gì quay trở lại với thành phố atlantis bị trận đại hồng thủy nhấn chìm sau khi nhà vua kaskim qua đời kida trở thành nữ hoàng người cai trị mới của atlantis thành phố phải sống chung với khu vực núi lửa và kida lại có thêm một người bạn nhỏ phiêu lưu cùng mình cô chở con thú trên chiếc ké tách trở về thành phố của mình, nơi bao phủ toàn nước được bảo vệ bởi trái tim Atlantis trên cao. Người dân đang tất bật khôi phục lại nền văn minh cổ xưa bằng cách sử dụng sức mạnh của viên pha lê, song song đó cũng có những chiếc máy bay đang đến thành phố, đó là những người bạn trong đội thám hiểm quay trở lại đây, để thăm Milo cùng tất cả mọi người. Họ được mọi người dân Atlantis chào đón nồng nhiệt, đặc biệt lần này có sự tham gia của triệu phú Whitmore, người đã giúp đỡ Milo biến ước mơ thành sự thật. Kida bày tỏ tình thương mến thương đặc biệt dành cho tất cả mọi người và đưa họ vào trong lâu đài, chiêu đãi nhóm thám hiểm một bữa thật thịnh soạn. Cả nhóm cũng bắt đầu vào việc chính, thật ra họ đến đây để nhờ Kida và Milo tham gia giúp đỡ. Whitmore thông báo cho Milo và Kida biết về những thế lực siêu nhiên bí ẩn đang gây rối trên mặt đất, cụ thể là vụ tàn phá gần đây nhất ở Na Uy. Milo cho rằng đó là Kraken, có thể là một cơ chế phòng thủ của Atlantis cổ đại giống như Leviathan trong phần 1 của bộ phim. Milo và Kida quyết định lên đường đến Na Uy để tìm hiểu về sinh vật đó giúp mọi người. Họ đưa Kida lên mặt đất và sử dụng tàu làm phương tiện, Milo ngạc nhiên vì khả năng thích nghi tốt của Kida trên mặt đất, Vinny cùng với Audrey chuẩn bị những đồ đạc cần thiết cho cuộc hành trình, Milo cảm thấy lo sợ vì đọc được tờ báo có hình của con quái thú, trong khi Mon vẫn thản nhiên ăn bánh với con thú của Kida. Đột nhiên mặt đất trở nên rung chuyển dữ dội khi cả nhóm phát hiện ra Kraken đang ở trong khu vực chuẩn bị hạ thủy của tàu ngầm và không ngừng làm loạn, cả nhóm nhanh chóng lên tàu chuẩn bị rời khỏi đây, nhưng không may mắn như những người khác, khi tàu của Milo và Kida gặp phải trục trặc bị nước tràn vào bên trong tàu. Họ bị chìm và xém trở thành miếng mùi béo bở của Kraken. Thật may được tất cả mọi người sử dụng tên lửa trên tàu ngầm tấn công con quái vật, giúp đưa tàu của Milo và Kida ra khỏi đó thành công trốn thoát. Kraken vẫn chưa chết sau trận hỗn chiến mà chỉ bị thương. Cả nhóm liên lạc với tàu cứu hộ, nhưng không kịp nữa vì một trong số các tàu ngầm đã bị nước nhấn chìm. Họ tìm thấy một hòn đảo bao phủ toàn sương mù, đó là ngôi làng tên Kraken's Họ được chào đón bởi một người đàn ông lớn tuổi không mấy thân thiện, thẩm phán của thị trấn, tốt bụng cho người đến sửa chữa những con tàu hư hỏng của cả nhóm và cho phép họ được ở lại qua đêm trong nhà trọ địa phương cả nhóm tiến vào nhà trọ gần đó bắt gặp đống lửa con thú của kida rất thích thú mà cuộn tròn trong đó sau đó họ gặp bà chủ trọ kể về việc ông thẩm phán đã thực hiện thỏa thuận với ma quỷ để trở nên bất tử cô chủ bảo cả nhóm tránh xa ông thẩm phán và rời đi ngay khi họ còn có thể nhưng tối đó milo và mọi người cố gắng bám theo ông ta và bị lạc trong sương mù chật vật tìm lối ra nhóm của milo bị rơi xuống vách núi vắt và tìm đường leo lên trên ông thẩm phán xuất hiện trước mặt bà chủ quán trọ và bảo cô thu thập tài sản của nhóm milo và tiêu hủy chúng nhưng Milo cùng tất cả mọi người xuất hiện khiến ông ta giật mình rời đi, để biết cụ thể hơn về cuộc thỏa thuận Milo hỏi thăm bà chủ, nhiều năm trước cá không còn ở vùng biển này nữa ngôi làng đứng trên bờ vực diệt vong, vì vậy ông thẩm phán đã thỏa thuận với sinh vật tên là Kraken, khiến cho mọi người không được phép rời khỏi nhà, tinh thần không ổn định và ngôi làng sẽ bị bao phủ toàn sương mù. Cả nhóm quyết định đến bờ biển điều tra và họ tìm thấy một lối vào bí mật, tại đây họ phát hiện ra có rất nhiều hàng hóa, nhận ra ông thẩm phán là chủ nhân của Kraken đã chỉ huy nó phá hủy các tàu chở hàng chứa vật tư cung cấp cho ngôi làng cả nhóm cùng nhau bàn kế hoạch để chống lại con quái vật và ông thẩm phán nhưng con thú của kida cứ làm ồn và muốn họ nhìn ra bên ngoài audrey đã bị con quái vật thôi miên đi về phía nó vinny dùng thuốc nổ tấn công kraken giải cứu audrey đồng thời tấn công những người đang bị thôi miên đang chặn lối ra của họ cả nhóm nhanh chóng lên tàu và rời đi không hề biết rằng vinny đang bị con quái vật khống chế không điều khiển tàu nữa nên đã được môn giúp tỉnh táo hơn bằng một cú đấm từ cái cơ lê sau một vài nỗ lực tất cả cho nổ tung Kraken, khiến cho ông thẩm phán bị tan ra và tinh thần của người dân được khôi phục, màn sương mù cũng biến mất, giúp bà chủ trọ và mọi người có cuộc sống yên bình trở lại. Milo cùng mọi người hoàn thành xong nhiệm vụ ở Na Uy và quay trở về căn biệt thự của Ismo, được ăn món súp đặc biệt của đầu bếp già Kuki mà ai cũng đều né, trừ con thú của Kida ăn sạch sành xanh. ítmore khen ngợi mọi người vì hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bí ẩn tiếp theo mà Ismo muốn họ giải đáp nằm ở Tây Nam Hoa Kỳ. Những linh hồn sói đồng cỏ đang khiến cho những người da đỏ sống trong sợ hãi. Nhóm bạn tiếp tục hành trình khám phá họ đến một trong những ngôi nhà bị linh hồn sói quấy phá, chứng kiến cảnh tan hoang của ngôi nhà đúng như lời Mo đã nói, sau đó họ ghé qua một tiệm đồ cổ để tìm thêm manh mối, vô tình Kida tìm được một bức tượng rất giống với kiến trúc của Atlantis. Không may cho nhóm của Milo khi ông chủ tiệm ở đây rất danh mảnh, bán đồ với cái giá cắt cổ và cũng không đồng ý giúp đỡ nhóm của Milo, nhóm bạn lại tiếp tục lên đường băng qua miền viễn Tây rộng lớn, giữa đường họ gặp một người đàn ông Mỹ bản địa ở đó và cho ông ta đi nhờ xe, không ngờ ông ấy có kiến thức và am hiểu sâu sắc bức tượng cổ mà Kida đang cầm cả nhóm không biết rằng họ đang đi qua khu vực nguy hiểm, nơi có những linh hồn sói đang theo dõi họ, chúng không ngừng đuổi theo và kết hợp lại với nhau lấn át xe của cả nhóm, người đàn ông khi nãy cũng biến mất tâm, cả nhóm phải chật vật đấu tranh với những con sói hung dữ, cuối cùng họ thoát được nhưng chiếc xe đã trở nên hư hỏng cần được sửa chữa, sau cùng họ vẫn quay lại tiệm đồ cổ thương lượng với ông chủ. Môn đánh hơi và tìm được một vài món đồ cổ có giá trị trên xe của ông chủ tiệm đồ cổ, ngạc nhiên những đồ đạc này lại có kiến trúc họa tiết y chang như cái lúc trước mà Kida mang đi, rất giống với họa tiết của Atlantis tin rằng ông chủ đã ăn trộm bất hợp pháp, họ đe dọa tố giác ông ta buộc ông ấy phải miễn cưỡng, dẫn họ đi đến nơi chứa các đồ vật cổ này, người đàn ông Mỹ bản địa lúc nãy chầm chậm bước ra ngoài, với đôi mắt đỏ đầy sát khí dõi theo nhóm của Milo, khi cả nhóm đến được hang động, họ bị bao vây bởi linh hồn sói, phải chạy trốn thông qua một cái lỗ nhỏ, mà không ngờ nó lại dẫn họ đến một thành phố bí ẩn ở Arizona với kiến trúc y hệt như nền văn minh của Atlantis. Sau khi tìm được một nền văn minh lớn, ông chủ kia nảy sinh lòng tham đánh khí gây mê cho tất cả mọi người, để độc chiếm nơi này làm của riêng một mình. Kida, Milo và con thú cũng không tránh khỏi thuốc gây mê và ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy thì tất cả đều đã bị ông ta trói lại. Ông chủ tham lam bắt đầu châm ngòi thuốc nổ để đánh sập miệng hang động nhốt tất cả mọi người bên trong. Kida cùng Audrey cố gắng vùng vẫy. Khi đó Milo nhớ ra con thú và cố gắng đánh thức nó. Con thú tự cởi trói cho nó và quay sang giúp Milo. Anh nhanh chóng chạy ra bên ngoài chặn quả bom, bị ông chủ tham lam tấn công xém tí nữa mất mạng cũng may mọi người đã kịp thời ra khỏi đó và giúp Milo thoát chết, đột nhiên những linh hồn sói xuất hiện xung quanh mọi người, ông chủ tham lam cuối cùng cũng phải nhận quả báo cho những việc làm sai trái, bị biến thành một trong những linh hồn sói đồng cỏ độc ác, các linh hồn sói lúc này vây quanh nhóm bạn càng lúc càng đông. Milo đặt lại chiếc bình cổ lại vị trí cũ, khi đó người đàn ông Mỹ bản địa lại xuất hiện cùng, với những con sói cũng dần biến mất, hóa ra ông ta là Chakasi, người trung gian giữa các linh hồn có thể điều khiển được lũ sói, vì những việc làm tốt của cả nhóm, Chakasi giúp họ rời khỏi đây trở lên mặt đất an toàn, Chakasi tặng lại món đồ cổ cho Kida và tin tưởng cô ấy có thể chọn lựa cho Atlantis có một tương lai tốt đẹp hơn, nói rồi Chakasi theo các linh hồn sói và biến mất. Vừa xong nhiệm vụ này lại có một nhiệm vụ khác đang chờ đợi họ, từ trong rừng sâu xuất hiện một ông quái dị đi cùng với con sói, người đàn ông ra lệnh cho lũ quạ đi trước mở cửa nhà biệt thự của ítmore sau đó lẻn vào và đánh cắp đi món đồ cổ giá trị của Uikmo, một ngọn giáo có nguồn gốc từ Atlantis. Sau khi biết được bảo vật đã bị đánh cắp, Uikmo vô cùng tức giận kể cho nhóm của Milo nghe, và ông nghi ngờ điều đó do đối thủ cạnh tranh cũ của mình làm ra. Eric Hellstrom đã mất trí sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán hủy hoại công ty của ông ta, làm cho ông ấy bị ảo tưởng sức mạnh đánh cắp đi ngọn giáo Whitmore cảm thấy buồn vì mất đi bảo vật, cộng với việc Kida muốn tìm hiểu về những thứ liên quan đến Atlantis nên cả nhóm lại tiếp tục hành trình khác đến ngọn núi Bắc Âu lạnh lẽo, có một tòa lâu đài đang tọa lạc ở đấy. Nhưng vì màn sương mù chắn đi tầm nhìn, Họ vô tình đụng độ con quái vật tuyết đang trông giữ lâu đài nổi giận, con quái vật hít một hơi đầy tuyết sau đó phun lên cánh quạt động cơ của máy bay, khiến chiếc máy bay trở nên bất động không thể điều khiển được nữa. Audrey nỗ lực cho máy bay hạ cánh an toàn nhất có thể, nhưng nó mất đà đâm sầm vào vách đá. Tuy mọi người vẫn ổn, nhưng con quái vật không buông tha cho họ. Vinny sử dụng súng bắn đi cánh tay của nó, nhưng cánh tay nhanh chóng được hồi phục. Quái vật tuyết đóng băng tất cả mọi người và mang về cho Eric Hellstrom. Ông ta nhân từ dùng ngọn giáo thả cả nhóm ra ngoài. Milo cố gắng nói lý lẽ nhưng ông ta không nghe lời họ nói vì vậy kida gan dạ đã chạy đến cướp lại ngọn giáo từ tay eric không ngờ ông ta cướp lại được và đẩy tất cả họ ra khỏi lâu đài chỉ giữ mỗi mình kida lại vì ông ta cho rằng kida là con gái thất lạc của ông kida tỉnh lại đã thấy mình mặc một bộ đồ khác phải phục tùng mệnh lệnh tuyệt đối và được ông ta đưa đến một nơi đầy dung nham với ý định độc ác ông ta sẽ tạo ra một con quái vật dung nham cùng với quái vật tuyết hủy diệt thế giới đó là đầu óc của một kẻ tâm thần không hiểu sao mà dỗi cả thế giới luôn ác milo cùng mọi người đuổi theo ngăn cản hai bên rằng có qua lại với nhau khi milo đối đầu với eric còn những người còn lại lo liệu con sói của ông ta con sói xui xẻo bị con thú của kida cắn vào đuôi chạy đi mất vậy là chỉ còn milo và eric rằng co họ vô tình để ngọn giáo rơi vào tay con quái vật dung nham lúc này eric mới nhận ra nguy hiểm hai con quái vật băng và dung nham đang tranh giành nhau ngọn giáo xem ai mới xứng đáng trở thành bá chủ thế giới chúng xảy ra trận chiến không cân sức buộc vinny phải ra tay ông cho nổ tảng băng gần đó khiến hai con quái vật va vào người nhau nóng lạnh gặp nhau bắt đầu xảy ra xung đột hỗn chiến cây giáo bị rơi ra ngoài và được kida nhanh chóng chạy đến lấy cô dùng hết sức của mình tiêu diệt thành công hai con quái vật quay trở về atlantis sau những rắc rối xảy đến kida hiểu rõ hơn về sức mạnh của viên pha lê atlantis từ ngọn giáo nhận ra sai lầm khi giấu viên pha lê khỏi nhân loại, khi đã quyết định kết hợp pha lê của ngọn giáo cùng với trái tim của Atlantis, tạo ra sức mạnh cho các tượng đá cổ tạo ra màn từ trường bao quanh thành phố, nâng toàn bộ Atlantis rời khỏi dung nham lên khỏi mặt nước. Hai cư dân đánh cá vô cùng bất ngờ khi mặt nước bắt đầu chuyển động dữ dội, cư dân Atlantis vui mừng khôn xiết vì cuối cùng cũng thấy được mặt trời lần đầu tiên sau 9.000 năm, khá là buồn vì phần 2 này có vẻ không được hay như phần 1. Cảm ơn bạn đã xem và hẹn gặp lại trong các video sau.